vị. Xin nhanh chóng nói giùm em mấy chị ơi. Dịch quá lên. Mà tiền ở đâu hết Phương? Em không biết nữa. Ước gì được con Thảo ngày mai nó đem que nữa, ngày mai nó đem que máy máy bịch nữa. Hồi chiều chị lấy đỡ hai hai bì, sợ bé không được, chị lấy đỡ hai bì vào đây cho Hiền nha. Trời ơi, dịch nó không đi đâu chị, em đi với nó không đi đâu. Mai rảnh chị em mình đi Phước nhậu nha, mai nha. Chứ bữa em còn không, cũng đâu đi đâu đâu, toàn ở nhà không. Nè, bịch ủ tóc giùm em mấy chị, bịch ủ tóc nhân 80.000 bây giờ. Rẻ rờ luôn, người ta đang bán 180 mấy chị. Nè. Bịch ủ tóc collagen nha. Collagen. Mai chị xuống dạy mấy cho nó. Ủa vậy hả? Mai. Ủa nó không đi đâu mà sao sao nó dặm mi chì he. Nè, bịch ủ tóc nha mấy chị xả. Nhưng mấy chị gọi đầu sao mấy chị nào mà tóc bị khô á, bị rối, bị bung nè, là mua cái bịch đây về ủ giùm em. Bịch đây tới nửa ký lận mấy chị. Nè, bịch đây tới nửa ký lận mấy chị, xài cũng phải là 2-3 tháng trời mới hết. Trời ơi, xả có 80 ngàn mấy chị. Con này nó dạng như nó bán shop á, 80 ngàn. Tới nửa lít chừng, phải không ta, 50ml, 500ml chứ, 500ml là nửa lít lận. Nhiều lắm thiệt. Mấy chị nhìn nè. Ok, bé Bì nè. Có mai nha. Nè. Đó. Ai ai like. Nè, 80 ngàn nha, 500ml lận. Rất là nhiều. Nhiều lắm mấy chị. Trời ơi, người ta đang bán 180, 190 á. Ơi. Bữa bữa chị chụp bao nhiêu ha? 2.2. 2.2, 2.2 hết đồ luôn nha. Nè. Rồi, thôi vậy nha. Trời ơi, bữa nay dí nhị cơ. Khiếp khiếp cửa lại giùm chị luôn. Mạng vẫn bình thường nha mấy mấy gái yêu, mạng vẫn bình thường nha. Rồi chấm chấm lên giùm em nè, chấm chấm lên em cất cái dĩa dương cái rồi em like cho mấy chị ha. Cất cái dĩa dương em sơn cái mô cái nhện cái nữa ạ. Rồi em like cho mấy chị nè. Ây da. Chấm 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 lên. Trời ơi, em nói em không biết mấy chị làm sao cho em nè. Hôm bữa giờ dịch ở nhà nha. Mà kém đầu vô mua đồ. Trời ơi, em nói cũng phải một tháng nữa là em bán cũng phải là mười mấy cái vé gì đó mới mua mấy chị, mà cắt hết rồi chứ đâu mấy khách em nó chữ em khè nó chữ em nữa. Trời, tóc bóp vô chưa gọi đầu. Rồi chấm chấm lên nè. Trời, có cái này mà không biết có cái gì trong này mà cuốn đồ trong này tới nè, em cắt sâu ha. Cái này đó em cắt sâu đi. Đây. Cái chai Vaseline này mấy chị dưỡng dưỡng ẩm da nha. Vaseline giùm em. Cho đem mẫu mới luôn á, 400ml. Ai lấy đổi mấy chị 100 nè. Vaseline nha, còn đầy luôn. Cái này là còn đầy luôn giùm em. Đây em mở ra cho mấy chị coi. Ôi cái này còn đầy luôn nè. Vaseline giùm em mấy chị. Chai này mấy chị mua cũng phải là hình như là 220 sao 220 250 gì đó. Dưỡng ẩm nha, chứ cái này nó không có nâng tông da hay là make up gì hết hết trơn nha. Cái này là dưỡng ẩm. Mấy chị nào mà muốn dưỡng tự nhiên á, trắng tự nhiên á, xài nó hơi lâu xíu nhưng mà ok. Cái này nè.
Vaseline giùm em. Đó mấy chị 100. Thơm lắm, thơm nhẹ. À lấy Vaseline chú em, Vaseline nha, thơm nhẹ giùm em. 100. Trời ơi đầy luôn á. Rồi xịt son giùm em luôn, xịt son 3 cây nha. Đây đơm tiếp thì có màu gì đây? Xịt son 3 cây nha mấy chị. Ôi em thấy cái màu này đẹp nè. Ôi cái màu đẹp quá vậy. Cái màu dạng như màu màu nâu tay á mấy chị. Nâu tay nha. Nâu. Rồi. Nâu tay nè. Xịt son 3 cây nha, màu cam cháy, cái này màu cam cháy nhất luôn. Đúng không? Cam cháy giùm em luôn. Cam tay này, cam cháy nè. Nu tay đó, nu tay cam cháy với lại là đó. Dạng như đỏ đỏ gì? Đỏ gạch đó mấy chị. Rồi set 3 cây giùm em luôn. Ai lấy lẻ thì 30.000 cây. Ai lấy lẻ thì 30.000 một cây nha. Đó, cứ một set một set thì em đỡ mấy chị 70. Set 3 cây luôn. Set 3 cây luôn 70. Lấy lẻ thì em bán cho mấy chị 30.000 cây. Ai lấy son cho em son này, nguyên set dễ thương lắm luôn á. Đây cho con gì? Con hoàng bi cây này. Cam cháy đúng không? Đúng một cam cháy nè. Cam cháy cho hoàng bi. Đâu? Cái bì đâu mất rồi. Rồi ai lấy màu nào nữa cho em màu nãy nha. Em có tấm, em có tách lẻ luôn á. Đây hoàng bi nè. 30. Ok. Rồi. Bà ra lấy cái màu nào nữa? Cái màu đỏ. Đỏ gạch đó mấy chị, màu đỏ gạch cực kỳ đẹp luôn, với lại màu màu nu nè. Màu dạng dạng như màu màu nu tay á mấy chị. Màu nu tay giùm em nha. Đẹp lắm. Rồi, còn hai màu. Màu nu tay với lại màu đỏ đỏ gạch. Nu tay với đỏ gạch giùm em ha mấy chị. Nu tay với đỏ gạch, đây cho em mượn cái màu. Cái màu đỏ gạch ha. Đây em son cho mấy chị coi. Ừ. Trời ơi, cái màu này mấy chị, em che stick rồi nha. Đẹp ha. Rồi ai lấy màu đỏ gạch cho em màu đỏ gạch nha. Cái này em son lạc á thì nó lên cái màu khác, mà son đậm thì nó lên cái màu khác. Đẹp lắm. Ai lấy cho em son 30.000 cây. Còn 2 cây lấy đỡ mấy chị 50. 2 cây thì 50 nha. Không, cái nào phải xong bóng em nè. Bóng đâu? Nó tịt vô da luôn, không phải bóng đâu. Đây, tôi cắt miếng coi. Từ từ cho em cắt miếng nha. Rồi. Rồi, còn một cái con mứt rửa mặt này. Một con mực. Một con mực rửa mặt giùm em mấy chị. Mực rửa mặt nha. Đây. À lấy đổi với chị 30.000. Cái này là dạng như tại tớ bầu chết. Cái đeo này là tại tớ bầu chết nha. Cái đeo này rửa mặt nè. Mấy cái sợi gì? Silicone nè mấy chị. Nó nhẹ lắm luôn á, rửa mặt. Đổ một ít gì? Sữa rửa mặt vô đây. Rồi mấy chị bóp bóp, bóp cho nó nổ bọt ra á. Đây bóp cho nó nổ bọt ra rồi chè lên. À lấy đổi với chị 30. Bạch tuộc rửa mặt nha, con này là con bạch tuộc á, giống bạch tuộc. Mình em kêu là bạch tuộc luôn. Rồi ai lấy bạch tuộc cho em bạch tuộc rửa mặt nè. Đó mấy chị 30. 30, 30 nha mấy chị. Hàng new luôn. Con này hàng new luôn giùm em nè. Với một cây son. Cây son này hàng xịn nè mấy chị. Màu 01. Màu gì đây? Màu đỏ. Con này màu đỏ thuần nha. Đỏ thuần giùm em. Trời ơi còn nguyên luôn á. Niu luôn này mấy chị, gần như là nó chỉ mua gì nó tép thôi á. Cái vỏ của nó là dạng vỏ nhung nha. Cái vỏ của nó là vỏ nhung nha mấy chị. Nè. À lấy son cho em son cây này, à lấy đổi mấy chị 40.000. 40. Rồi qua. Chờ mấy em lưu cái tay miếng. Rồi chấm chấm em lên đồ rồi mấy chị ơi, chấm chấm lên ha. Lên đồ cho vui nhà vui cửa nè.
chấm lên giùm em hay mấy chị. Rồi lên đồ cho mấy bè nè. Em nhớ là cái này nó có một đôi dép. Rồi cái túi. Hello Phương Phương. Nè có cái túi giùm em hay mấy chị. Đây. Túi này mấy chị thác cái dây dài ra mấy chị kẹp nách cũng được. Đó. Thác cái dây dài ra mấy chị kẹp nách ha. Cái áo nó bự quá mấy chị không thấy được cái túi. Đó. Tháo cái dây dài ra. Còn không thì mấy chị đeo chéo cũng được luôn. Cái này mấy chị đeo chéo được luôn nha. À lấy túi chốt túi giùm em đỡ mấy chị bao nhiêu? 60. Nè. 60 nha. Son lì em có màu đỏ thuần chị. Son lì em có màu đỏ thuần. Với lại màu đỏ cam. Nè, cái cây này là son lì nè. Gen. Nè bên trong là đựng vừa điện thoại Vivo luôn á. Con này size vừa size 22 á, con này size 22 25 gì đó. Có khó kéo luôn nè. Rồi lấy túi chút túi giùm em. Nè, khó là được luôn nha. Rồi lấy túi chút túi giùm em nè mấy chị. Túi đẹp ha. Này tháo dây ra, có cái dây dài vướng quá ha. Có dây dài nhìn không đẹp tí nào hết trơn. Này. Đó. Kẹp nách. Dúng má mì quá ha. Em đeo mấy cái này em dúng má mì quá. Rồi à lấy túi chút em túi nha. Rồi mấy chị 55 ngàn. Túi 55. Đây có cái dây vô nè. Rồi à lấy túi chút túi 55 ngàn. Nè có cái quần này. Quần khách xẻ. Trời ơi thiệt. Hẹn hoài á. Nè quần giùm em quần suông nha. Size này là size M. Size này là size M giùm em quần tay suông. Cái này em cũng phải là 72 đổ lại mấy chị. Eo 72 đổ lại giùm em. Đây. Rồi ai lấy quần suông cho em quần suông nha. Eo 72, 73 á. Đổ lại giùm em hàng new luôn. Ai lấy đổ mấy chị 70 ngàn. Ai lấy quần chốt quần new nha mấy chị. Quần new giùm em 70 ngàn. Nè cái đấy của nó này hơi bị dài luôn. Ủa mấy chị comment được mấy chị xem thấy có người xem không? Không thấy comment luôn. Ôi giờ thấy luôn nè. Quần cho con túi lên. Quần cho bè túi lên. Mai nhớ ghé lấy đồ nha mày Linh. Túi lên 70 nè. Ok. Rồi hết quần giùm em. Túi nha, túi thâu đỡ túi mấy bè 50 luôn á. À lấy túi chốt túi giùm em 50. Túi 50. Rồi có đâu giày đây nè em. Em tính đỡ lại em mang. Em tính đỡ lại em mang nhưng mà size bự quá. Nè. Trời đôi này xinh lắm. Đôi này xinh lắm, xinh cực kỳ luôn. Size này là size 38 nha. Size 38 ở dưới đít của nó là nó đỡ size 39 nhưng mà size 38 mang dừa. Nè. Đây. Đẹp ha. Còn chị Phương. Còn nhựa zip của chị nha. Rồi đôi này ai lấy đỡ mấy chị 150 nha. Đôi này bé mua tới 300 là lận. Đây em. Kẹp nách nó có cái dây dài luôn. Có dây dài đeo chéo luôn nha. Chị bỏ trong rồi. Đây. Ok chưa? Rồi ai lấy về cho em về nha, hàng new luôn giùm em. Trời ơi, cái đó em nói chắc chắn cực kỳ luôn. Đây. Hàng new giùm em. Ai lấy đổ mấy chị 150 nha, size là size 38. Size 38 giùm em. Nè. Ai lấy về chốt về 150. Về 150 giùm em nha mấy chị, về 150 nè. Về 150 về đẹp quá, giày đây mà size tầm 37 em lấy á. Trời cái đó nè mấy chị. Nhìn cái đó chắc chắn ha. Rồi ai lấy giày chốt giày nè 150. Size 38 nha mấy chị. Size 38 dặn giày thể thao sụp quá. Giày thể thao sụp giùm em. Size 38. Yeah, giày đẹp mà size tao quá chứ em lấy không?
Rồi cái set này siêu rẻ cho mấy bè luôn nè. Trời ơi 90.000. Rồi Alaset này đỡ mấy chị 70 luôn nè. Trời ơi sao cái gì đã đẹp dễ mang luôn mà size bự quá. Nè. Có cá bên trong ha. Cái này ở bên ngoài này rồi set nha, lấy đỡ mấy chị 70.000 luôn á. Nè. Có cá bên trong nha, mặc bên áo này trước rồi mặc áo này bên ngoài nè. Cỡ tôi nha. Nó xấu như tôi vậy. Đây. Wow, chất nhỏ, chất nhỏ. Nè Alex, Alex xé chút, xé giùm em. Bạn qua thử. Xé 70 cho Tú Linh luôn nè. Ờ tôi nói hàng mà hạt xẻ em dậy á, toàn là lỗ không. 70. Rồi, hot set 70 giùm em luôn. Nè. Trời ơi, có cái bé bông đẹp lắm mấy chị. Bé bông này không để cho em lấy em mặc nè. Em thích mấy cái form như thế này lắm nè. Trời ơi, có khó kéo rồi sao nhân nó ôm. Bé Huyền Trang đâu ta? Con Huyền Trang Trang còn trong này không? Trời ơi, cái váy này đẹp lắm. Nè. Dạng ba ôm cái tay á, tay là dạng tay tiểu thư giùm em nha. Có khó kéo ngoài sâu luôn. Con này 55kg đối lại vừa giùm em luôn. Nè. Ôm eo á chị, dạng váy giùm em, ôm eo. Trời mấy cái này xinh quá à. Con này không có quần trong nha. Mấy chị mua quần váy á gì à. Nè. Trời ơi cái này xinh lắm luôn, thiệt sự. Hàng chuẩn xốp luôn nha. Váy bông này, không có quần trong nhưng mà rộm. Mua quần trong mặc giùm tôi nha. Cái quần trong mấy chục ngàn mua về mặc đủ váy hết trơn á. Nè. Váy nào lấy đổi với chị 80. 80. Ok chưa? Bè nào lấy ok lên giùm em. Nè, bao chung nè. Váy dễ thương lắm. Trời ơi, em nói cái vải nó. Không, cái này nó không có ngắn, không có ngắn đâu. Cái này nó không có ngắn đâu tình yêu ơi. Nè. Trời ơi, cưng lắm. Cái này nó có cái chỗ bầu ngực có hơi bị đẹp luôn. Váy cho bè Hồng nghề Ngọc Hàng nè. Hình như Ngọc Hàng khách cũ phải không ta? Ngọc Hàng khách cũ đúng không? Đúng ok lên giùm em nè. Ngọc Hàng. Hàng 80 nè. Đâu có ai quên mất cái tên nào. Ok. Rồi hết nè. Đây. Cái set này mấy chị. Set. Ngọc Hàng tí inbox lại giùm chị nha. Đây cái set trắng nè. Mấy xin người ta. Ô xin mất tiền chị hết tiền ngủ. Hết tiền ăn ngủ. Nè. Trời ơi cái set này hơi bị đẹp luôn nha. Đây mà cái sơ mi cái này là set 3 món. Em đang tiếng váy mang sinh nhật. Váy mang sinh nhật hả? Em bao nhiêu cưới vậy vậy Trang? Em bao nhiêu cưới vậy Trang? Chị có cái set này đẹp lắm luôn á. Nè, một cái váy cúp giùm em. Một cái váy cúp, con này tầm. Con này xinh quá trời nè. Nè. Cái này không phải váy cúp đâu nha, cái này dạng váy dài á, xong rồi nó xỉ cái này nè. Nhưng còn cái quần nữa. Đây. Có quần đùa bên trong giùm em set 3 món. Nè. Set 3 món giùm em. Trời ơi cái set này. Cái này size M nha, size M. Em ớ. Nè, có quần bên trong nha. Mặc cái này. Mặc cái áo bên ngoài. Áo trắng nè. Đó, mua một được 3 luôn. Con này là mua một được 3 luôn. Nè. Đó, cái set nó như thế này mấy chị. Mặc cái áo sơ mi bên trong, rồi mặc cái áo cúp bên ngoài này. Đó. Cái gì? Mày nhìn cái gì? Nè, rồi coi cái quần nè. Thấy vậy em dự lắm nha. Rồi, Alex set này đỡ mấy chị 100 ha. Set này 100 chỗ, set này đẹp lắm mấy chị thiệt.
Xếp 3 món, bà nào mà size M đổ lại á. Trời ơi, sơ mi này mấy chị mặc đi đi học, đi chơi, đi làm cũng được. Nó bèo nè. Nè, cưng ha. Rồi, nó xếp 3 món cho em là set nè. Đó, mặc cái body bên trong. Nó kèm cho mấy chị cái quần nữa, mấy chị yên tâm. Đó, set này 100 nha, set này 100 nhân Tú Linh, mới. Mới tinh luôn. Cái vải hơi bị dày. Hết 3 món cho Tú Linh nè. Dày cui luôn. 100 nhân Tú Linh ok không? Tôi sợ bà ra không được á. Hết 3 món nè. Em. Ok Tú Linh này. Rồi, hết set giùm em, hết set rồi chị Đặng Kiều Lơ. Em còn cái set này. Em còn cái set này nha. Set nu giùm em, set nu có khó kéo luôn. Không hồ các bạn. Mà cái chất vải của nó dạng chất umi vậy mấy chị. Rất là dày luôn. Dày cui. Dày cui, dày cuội. Nè. Đây. Mặc đầu nào ta? Cái đầu nào ha? Đây đúng không? Nè, set 2 món giùm em. Trời ơi, set đẹp quá ha. Hình như cái này ở trước hay sao á. Đây, khó kéo một bên giùm em nha mấy chị, khó kéo một bên. Dạng cái nơ á. Đó, đó. Cái nơ ra. Rồi set này lấy đổi với chị 80 nè. Set 80 giùm em. Tay là dạng tay phòng nha. Một bên tay phòng giùm em set nè. Set nó cũng size M giùm em 80. Cái chất vải của nó là chất vải 40 nha. Tay chọn cái tay cực kỳ phòng luôn mấy chị, nhìn cái tay của nó nè. Đẹp ha. Rồi ala set chốt set 2 món giùm em. Set nu cũng được. Đối với chị 80. Set nu 80 mấy chị. Có khóa kéo một bên nha. Nè nó nhúng nè. Rồi ala set chốt set nè. Set giùm em. Set 80 cho bà Đặng Kiều Lơ này. Set 80. Rồi set 80 hết. Đặng Kiều Lơ 80 nè. Ok rồi set 80 hết nè. Rồi cái sơ mi trắng giùm em mấy chị. Sơ mi trắng ngắn tay. Con này vải đẹp quá vậy. Em mặc vừa không ta? Láng cá đã chuẩn bị làm cái gì? Thẻ căn cước. Không vừa quá. Ê, trời em so miếng cho thử nha. Áo này đẹp quá trời nè. Ai lấy sơ mi chút sơ mi giùm em nha. Thôi không vừa, nó bị căng rồi, em mặc mấy bị căng rồi. Rồi sơ mi trắng giùm em đổi với chị 50 nè. Sơ mi trắng nha mấy chị. Con này vải đẹp. Em chưa làm. Nè, nhà em chưa làm mà. Rồi ai lấy sơ mi trắng cho em sơ mi trắng nha. Đổi với chị 50 nè. Đây. Sơ mi trắng giùm em 50. Lấy sơ mi cho em sơ mi. Hay thôi đổi cho anh chị tôi mặc ta. Nè. Đổi chị 50 nha. Lấy sơ mi chút sơ mi giùm em 50. Không bè nào lái tôi đổi cho chị tôi mặc. Rồi đó. Rồi áo nơ giùm em nè. Tối nay thấy tương tác kém quá ha. Rồi áo nơ giùm em với chị áo nơ. Ngồi sau nó có bao chung này 55, 56 cứ đấu lại. 5 à ok ok mai mốt về làm ai nè cưng ha. Rồi lấy áo chút áo giùm em đỡ với chị 40 nè. Áo 40 nha, bao chung rồi sau cái vải nó hơi bị đẹp luôn nè, cái vải của nó này mấy chị. Rồi lấy áo nơ chút em, áo nơ 40, áo nơ 40 nha. Nơ 40 đây, cái áo đây nè. M quá. Ủa sao mờ hết em? Coi coi bị mờ mấy chị. Coi coi bị mờ không? Đây.
áo đây mấy chị. Trời ơi, áo này xuất sắc lắm. Có mấy gọng dây ở trước nè. Nè. Áo dạng cổ đổ nha, áo lụa cổ đổ giùm em. Này nó có mấy cái gì? Cái cọng dây này. Đó, mấy chị mặc lên nó cổ đổ mà nó lắc qua như thế này nè. Trời ơi, bị sexy luôn. Rồi ai lấy áo chút áo giùm em nhân đổi mấy chị 40 nè. Áo lụa. Lụa giùm em 40 nha, ai lấy lụa chốt lụa giùm em nè. Trời ơi, này mà thì mặc thêm quần ống suông vô ha. Nhức nhói con tim. Nè, có mấy cọng dây đá của nó nè, sáng lắm. Ai lấy lụa trắng cho em lụa trắng nha, 40. Lụa trắng 40. Rồi áo tiểu thư giùm em. Áo tiểu thư ai lấy đổi mấy chị 40 luôn nè. Tiểu thư 40. Ai lấy tiểu thư chốt tiểu thư giùm em. Đây. 40.000 thôi. Đó. Ai lấy tiểu thư chốt tiểu thư nha, 40, 55 ký đổ lại. Qua. Wow. Trời túi đẹp có 50.000 mấy bạn không lấy hả? Này. Túi đẹp lắm luôn. Đó, cái phone của nó mấy chị thấy không? 40.000 à. Ai lấy túi chốt túi giùm em. Lộn 50 chứ lộn 50. Túi 50 nè. Dạng 150 nè. Dạng size 38 nha. Đồ này size 38 giùm em. Nè em có con Vi, con Vi đỡ nó mang ha. Đồ này đẹp quá, đồ này ôm dễ mang. Đồ này mà bự bự lộn nhỏ nhỏ lại mang rồi. Bao nhiêu ký vừa nè. 55 ký lại á chị. 55 ký lại nha. Lấy hôn nè. Đây. Em còn mấy cái độc lạ nè. Rồi phân nước giùm em. Phân nước ai lấy đổi với chị 60. Kích mi. Đây. Kích mi cho mấy bà coi cái kích mi nè. Mấy chị nhìn cái mắt em nè. Bên có bên hông đúng không? Đây. Mở kích mi ra. Cái này là của chung nha. Cho em xin miếng nha. Lỡ có bà nào mua mà lỡ bị mất miếng á là em xài á mấy chị. Đây. Trời nó mỏng dánh luôn á. Đây nha, cái miếng như thế này nè, mấy chị đợi không? Đây. Em dán nó bị lệch mấy chị, lệch mất rồi. Nhưng vẫn ok nha, lệch nhưng vẫn ok nha. Đã đều nhau luôn luôn nè. Mấy chị ha. Mà không hờ luôn, nó bóng là mấy chị mới thấy đúng không? Chứ nhìn trực diện nhìn nó ít thái lắm, nhìn bên ngoài nó cực kỳ ít thái luôn. Đó, 45.000 hộp nha mấy chị, 45.000 hộp. Mà nó nhiều vô cỡ luôn nè. Đây một tấm nha, mấy chị nhìn ấy nó nhiều không? Mà trong cái đây 5 tấm. 5 tấm mấy chị. Xài biết bao giường cho hết. Còn có 45.000 à. Cái này người ta đang bán 70-80.000 lận đó. Tặng cho mấy chị một cái kẹp luôn. Cái kẹp thích mấy chị thích kẹp nè mấy chị kẹp nha. Rồi ai lấy đỡ mấy chị 45.000 hộp. 45.000 một hộp cho mấy chị, em còn mấy hộp nè. Rồi chấm chấm chia sẻ lên giùm em nè. Trời ơi nước hoa mấy chị. Một set nước hoa 5 chai Dior. 5 chai của Dior luôn giùm em. Trời ơi thơm dã man. Đây túi này mấy gái. Cái túi này nó có cái dây đeo chiếu bên trong nha. Nè. Đó 50.000 à, kỹ rờ. Nè xét nước hoa giùm em. Trời ơi cái vỏ bên ngoài nó không chất lượng luôn á thiệt sự. Trời thơm quá. Nè set 5 chai giùm em, 5 chai thì do nha. Set nào lấy đổ mấy chị 150. Set nào lấy đổ mấy chị 150. Cái mùi nào cũng thơm hết trơn mấy chị. Trời ơi set này người ta đang bán rẻ nhất là 250 á. Như ý Nguyễn. Như ý Nguyễn là em địa chỉ số điện thoại chung dòng ha. Nè set nước hoa, lấy set nước hoa chút set nước hoa giùm em 150 nha. Thơm cực kỳ luôn. Như ý Nguyễn nè. Em ơi. Ok. Rồi, hết túi luôn. Rồi anh nước hoa chút nước hoa giùm em.
em có tích lẻ ra em bán luôn nha. Em có tích lẻ, bà nào thích mua lẻ em có bán lẻ ra luôn nha mấy chị. Cứ 150 một chai, một chai là 40.000 em. Một chai nha, một chai là 40. Áo lụa cô đó vừa. Trời, áo lụa đó em vừa luôn á, em xin nghĩa. Nè, áo lụa đây nè. Rồi hết luôn nha, áo lụa hết. Lụa trắng cũng em nói 40 đúng không? Ok chị Như Ý nè. Trời, em đơn 100 nha chị Như Ý nè. Em xin nghiện nè. Dạ. Bao nhiêu em quên mất rồi. 40 vậy. Ok rồi, hết áo mà em luôn mấy chị, hết áo rồi bà Hạnh ơi. Nè, xếp nước hoa này, ai muốn bán, ai muốn mà mua lẻ em tách lẻ ra em bán nha. Em tách lẻ ra em bán 40.000 một chai giùm em. Một set thì 150, một chai thì 40 nha mấy chị. Cái mùa nào cũng thơm hết trơn á. Trời ơi, cái bè nào mà biết cái chai này rồi nè. Là cái chai này thơm nhất. Nè. Cái chai này thơm nhất giùm em, cái chai này mà bản lớn của nó. Cũng thơm, thơm lắm. Này mấy chị in như nè, mấy chị in hai bên giùm em ha. Rồi in cổ tay rồi vậy nè. Rồi cái chai này cũng thơm nè. Cái này cũng thơm luôn, thiệt Dior nha mấy chị. Bản Dior giùm em. Cưng ha. Một set là 150 nha mấy chị. Trương Mỹ Phượng. Trương Mỹ Phượng nghe quen dữ ta. Ủa, Mỹ Phượng ở đâu nghe quen với ta, hình như nó có mua. Không, nè Trần. Chị Trương Mỹ Phượng ơi, lên em địa chỉ số điện thoại chung dòng ha. Nước hoa chị lấy một chai hay là một set? Một set là 150 giùm em nha. Một set là 150 giùm em. Rồi ai lấy cái mùi nào cho em mùi nấy. Rồi nè. Em bỏ lại nè. Rồi ai lấy set nước hoa cho em set nước hoa nha. 150. Rồi mascara nè mấy chị, mascara em về lại rồi nè. Trời ơi, nhiều lắm luôn. Nè. Đó. Rất là nhiều luôn mấy chị. À là mascara cho em mascara nha. Một xe. Chị Trương Mỹ Phượng ơi, là em địa chỉ số điện thoại chung dòng ha. Nè. À là mascara cho em mascara nha. Trời ơi, bữa em nói cho mascara đây em bán. Mẹ em về mấy đợt là hết luôn á. Nè. Mascara giùm em ha. 35.000 một cây mấy chị, 35.000 một cây. À lấy mascara cho em mascara. 35.000. 35.000 nha mấy chị, mascara 35. Bao nhiêu cũng có. Cứ 3 cây là 100 giùm em, 3 cây 100. Mascara nha mấy chị, rất nhiều. Rồi đây. Địa chỉ số hội chung dòng giùm em mấy gái ơi. Đây. Trời ơi, cái cây này cưng không? Nè. Xuân dưỡng em ở tặng cái cây nè. Đó. Thôi bị dễ thương luôn. Cái này là xuân dưỡng sáp ong nha. Đây. Trời ơi, có 55.000 hũ. Cái này TikTok nó đang hot luôn mấy chị. Nè. TikTok cực kỳ hot luôn. Nè, thấy chưa? Rồi à, lấy hũ cho em hũ dưỡng nha. Cái gì vậy? Đấy chi vậy được ạ? Mấy trời. Ok chị Trương Mỹ Phượng này. Đây. Rồi. Ai lấy son dưỡng cho em son dưỡng nha. Xếp nước hoa chị Trương Mỹ Phượng nè. Em một xếp 150. Mỹ Phượng 150 nè. Có anh kìa. Tôi cầm sao mà rớt vậy. À lá son dưỡng cho em son dưỡng cho mấy chị 55.000 một hũ.
bè nào khô môi khô ồ đâu. Xem mắm coi này nè, son dưỡng giùm em, hụ dễ thương ha, đấy hụ dễ thương nè, hụ dễ thương lắm luôn. Bên trong của nó nè, chậu thơm. Ờ nè, ai lấy son dưỡng cho em son dưỡng nha. Trời, tháng Trinh mới nhớ hồi chiều chị ship đồ đến đó mà chị quên quên ship em mất nè. Rồi lấy son dưỡng cho em son dưỡng nha. Rồi que tẩy trang đó chị, nước tẩy trang hàng new luôn. Nước tẩy trang bè nào đã xài cái hãng này là Smith chị sẽ biết nè. 280 một chai, 280 một chai 50ml. Mà cái chai đây là 300ml. Quá. 280 là một chai 500ml, còn đây là 300ml nha mấy chị. Cái này bác cho em. Cái nào đó. Ok gái nè. Rồi tẩy trang ai lấy đỡ với chị 80.000 chai thôi, hàng xẻ nha. Em còn 2 chai. Còn đúng 2 chai. Đỡ với chị 80. 80.000 một chai tẩy trang nha mấy chị. Nè. Nhưng da bè nào cũng nên tẩy trang nha. 80 à, lấy tẩy trang cho em tẩy trang. Em đi đơn rồi chị Ánh Dương, em mới đi đơn hồi sáng luôn hay sao á. Em mới đi đơn hồi sáng như tại em đỡ hôm bữa giờ mà chị không có chọn thơm á. Rồi que nè. Que như đồ của ai ta. Trong này có tiền này này, coi cô nó bay đi nha. Cái gì? Cái gì? Từ từ em coi đồ này thứ ok không? Em ok em like nha. Nè sơ mi giùm em. Con sơ mi thổ cẩm, con này mùa này mặc hơi bị cưng. Con này mặc mùa này hơi bị cưng luôn. Ai rồi ai lấy sơ mi chú em sơ mi nè. Kiếm cái gì? Rồi ai lấy sơ mi cho em sơ mi nha, sơ mi thổ cẩm giùm em. Đây. Ai lấy sơ mi chút sơ mi giùm em thổ cẩm. Đổi với chị 50. Bơm lên cái bao này cho mấy chị đi. Sơ mi thổ cẩm cho chị Như Ý Nguyễn này. 50 Như Ý Nguyễn. Ý Nguyễn này 50. Rồi chờ chút em coi em ghi. Què à. Ok. Rồi hết sơ mi giùm em luôn ha. Hết sơ mi. Đây. Khó quá trời. Size M nha. Chuẩn hàng shop sumo giùm em. Chuẩn shop sumo luôn. Cái này nam nữ đồ mặc vừa giùm em luôn ha mấy chị. Nam nữ đồ vừa. Nam nữ đồ vừa giùm em. Trời size M này bên trong của nó. Nó dày nha mấy chị. Cái này vải dày chứ không phải vải mỏng mỏng. Em thấy có nhiều đứa bán vải này nè, nhưng mà vải mỏng dánh mỏng dơ à. Này. Trời ơi, em nói em mặc cho mấy chị coi. Size này là size nam nữ mặc đồ được nha. Cái form này là nam nữ mặc đồ được hết giùm em. Nè. Hơi bị đẹp. Vừa thảo, hốt em vừa luôn á. Nè. Đây. Đẹp ha. Đó, nè. Thoải mái luôn. Cái size này là size cũng phải 60-62kg lận. Đó, em mặc còn rộng nè mấy chị. Em mặc còn rộng luôn á. Xinh ha. Nam nữ mặc đồ được giùm em mấy chị. Nam nữ mặc đồ được.
Khót này ai lấy đỡm chị 180 nha. Khót đây đang bán 250 đó. Không có chỗ nào bán rẻ hơn nữa đâu. Nhiều đứa nó bán, nó bán hả? 300 có, 350 có, 400 có. Khót ai lấy đỡm chị 180 nha. Khót new luôn giùm em. Bị áo cô nó cũng là khó kéo luôn nha mấy chị. Khót 180. Ai lấy khót chốt khót. Mày phải dày nha, chứ không phải vặn vặn mỏng mỏng mỏng. Mấy đứa bán 120, 130 ăn cái đâu, mấy chị phân biệt giùm em, chứ đừng có so sánh giá. Bè này đã biết em hồi giờ là biết em bán giá rẻ hồi giờ. Yên tâm. Ai lấy khót chốt khót giùm em. Khót new luôn 180. Ai lấy khót chốt khót. Này nó mua, nó mua tới 250 giờ bắt 880 mà chưa mặc luôn. Nghe nè, thời gian trưa mai 90 giờ. Rồi một đôi giày này, giày đây nó độn tầm 3 phân nha mấy chị. Giày độn này, giày độn 3 phân. Sao không có sai trời. Xe 36. Cái này xe 36 giùm em. Ồ, con này xinh ha. Đó này xe 36-37 bằng dừa mấy chị. 36-37 bằng dừa giùm em. Ai lấy đỡ mấy chị 60 nè. Giày new luôn. Đây 36-37 mang dừa giùm em. Ai lấy giày chốt giày. Con này cao tầm 3 phân nha. Con này cao tầm 3 phân giùm em. Ai lấy giày chốt giày. Con cúc bên này nè. Giày 3 lộn. Giày size 36-37 đỡ chị 60. 60. Nè có đôi này nè. Hình như tối nay em không hạch dí hay sao mơn. Hử? Tối nay em về khách tôi đi đâu hết rồi. Nè, dép giùm em. Tối nay em hay cọc vậy rồi. Nè, đẹp ha. Cao tầm 7 phân mấy chị. Cao 7 phân giùm em. Đôi này mới đi một lần một luôn. Đôi này mới đi một lần một rồi. Ai lấy đổi mấy chị 80. Quốc 80 nha. Con này size 36 thôi mấy chị. Con này chuẩn size 36 giùm em. Chuẩn size 36 mới mang dừa nha. Ai lấy quốc chốt quốc. Ừ tối nay ai ám hay sao quá. Quốc giùm em. Không giờ em tắt làm tắt luôn. Em không like lại đâu mệt. Tao chiều like rồi. Nè ai lấy guốc chốt guốc giùm em 80. Size 36 nha. Size 36 giùm em. Đồ mấy cái váy đẹp đẹp mai. Size 36 nè. Ui chạy Việt Trinh nè. Việt Trinh 80. Ok. Rồi. Rồi tôi đồ mấy cái mấy cái bao đẹp 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 đây lại. Díp hết mấy chị, díp hết. Nè có đôi sụt nè. Đôi sụt đây cũng xa 36 giùm em luôn. Sụt nha. Có đầm xuông đẹp. Không có đầm xuông chị thương. Con này cũng xa 36-37 nè. 36 thôi, 37 nó dư quá một xíu. 36 giùm em nè. Rồi ai lấy sụt chốt sụt đâu mấy chị 60 ngàn. Thôi 50 thôi. Sụt 50, size 37. Lộn size 36 chứ. Sụt 50 nhân size 36 giùm em. Để sụt nhọn. Cho bè nào mà mang mà hết chân á. Mang mấy đôi này chân dài lắm. Hàng new luôn. Mấy đôi này hàng new luôn giùm em. Ai lấy sụt chốt sụt nha. Đỡ mấy chị 50. Sụt 50. Cái khót nè. Rồi xem chấm chấm lên giùm em này. Lấy lại tinh thần cái coi mấy chị. Rồi khó mấy chị. Khó hồng. Khót nào lấy đỡ mấy chị 50. Khó hồng 50 nha. Nè. Khó hồng 50 giùm em. Này. Khó hồng 50. Ai lấy khó hồng chút khó hồng giùm em. Khó hồng 50, 55 cứ đối lại vừa. Sụt size 36 em. Sụt size 36.
đây có cái áo nè, áo trắng giùm em. Cái này mấy chị cột cái nơ lên nha. Cột nơ lên. Cái này cột nơ xấu á. Đó mấy chị cột nơ lên ha. Rồi ai lấy áo chút áo giùm em đỡ mấy chị 40 nè. Ai lấy áo chút áo 40 giùm em. Áo trắng 40. Nơ trắng nhân 40. Bộ nè, áo baby doll nè. Một con áo baby doll giùm em. Tự cột đi. Ai ai đâu biết cột nơ trời ơi. Áo 40 cho chị Hà Mộng Thu nè. Hà Mộng Thu 40. Mộng Thu 40 nè. Ok. Rồi hết nè. Một con baby doll đó chị. Áo baby doll giùm em, con này tầm khoảng 52-53 cứ đủ lại thôi nha. Nè, cái tay của nó nè. Hơ bị đẹp luôn. Rồi ai lấy đỡ với chị 40.000. Baby doll giùm em 40. Ok chị Thu nè, em biết mà. Nè, ai lấy baby doll cho em baby doll giùm em 40.000. Trời ơi mấy áo này xinh ha. Cái tay của nó nè. Nè. Bà sâu rồi bà Hạnh ơi. Rồi baby doll giùm em 40. Mấy cái rin rin này đỡ ngày mai like. Rin rin thì đỡ ngày mai like. Ôi. Qua đi. Rồi chai Vaseline nè mấy chị, chai Vaseline bạn nào lái không? Vaseline ai lái đỡ với chị 100 này. Chai đây mua mới tới 108, cái này hàng new luôn á, còn đầy luôn giùm em. Con này còn đầy luôn. Nè. Còn u trên đây lận. Còn đầy á. Ai lái đỡ với chị 100. Tối nay sâu hồ. Tối nay sâu hồ mấy chị. Thôi đổ mai like đi. Đổ đồ mai like. Mấy công này lên. Mấy công này lên. Không có đồ đẹp. Để dành mai like mấy chị. Ủa. À cái khó. Vi, em lấy khốt thì cho chồng em mặc Vi. Trời khốt đẹp dã man. Nè. Khốt nha, khốt ra lấy đỡ với chị 108 nha. Khốt 108 giùm em, khốt nu. Cái lộn. Khốt new giùm em, chuẩn sumo luôn, chuẩn hàng sumo. Cái chất vải đó dày nha, nó có coi dạng chống tiêu vơ nha. Chứ không phải mấy cái loại áo màu mỏng bên ngoài đâu nè. Size này là size M, nam nữ nó mang được giùm em. Nam mặc không có ngắn đâu nha mấy chị yên tâm. Đây. Nam mặc không có ngắn đâu. Nè cái bị toàn bộ có khó kéo hết giùm em. Ai lấy đỡ mấy chị 108. Khót giùm em 180. Khót 180 giùm em. Rồi qua. Thì có nhiều khi em nghĩ á. Nhiều chị á thì thích đồ rẻ. Mà đồ rẻ thì nó không được đẹp. Vải thì nó không được đẹp. Mà cứ đòi á thì đồ rẻ là phải đẹp. Mà lúc em bán đồ đẹp á nha, đồ vải đẹp á thì lại trơ mắt. Đó, nó nghịch lý vậy đó. Thiệt. Cái gì cũng muốn hết trơn á. Muốn chất lượng rồi muốn rẻ. Chán. Đúng rồi, đôi lời tâm sự. Em mới được. Ừ, áo đó đẹp mà. Chị cũng thích áo đó.
chấm lên. Bạn nào muốn xem nữa thì chấm chấm lên, em cái bao này em cho xem. Dễ đang hốt. Rồi size này size 38 nè. Quốc giùm em size 38. Ơi, mở cửa ngoài em. Trời ơi, giờ này bé mới quen. Đây. 320 nè em. Ờ, Vi Thảo đúng không? Rồi chị cảm ơn nha, đếm cửa ngoài lại chị luôn. Rồi đôi quốc giùm em. Đôi này ai lấy đổi với chị 40. Thanh Lý nha, cao 5 phân giùm em 38. Đôi này size 38 giùm em, đôi này xinh nè. Size 38 nha mấy chị. À lấy guốc chốt guốc nha em, size 38, đôi này xinh. Đôi mấy chị 40.000. Guốc 40 nha mấy chị, guốc 40. À lấy guốc chốt guốc. Trời đôi này đẹp quá ha. Này, size 38 giùm em. Đôi màu xanh 40. Rồi một đôi cover. Đôi này size size 38 luôn. Xanh này xanh nhà Phạm Châu size 38 nè. 40. Guốc 40 hết. Ba bảy rộng. Em nói 38 rồi mà sao vậy ông? Tấu này là hồi nãy giờ em thấm vua trong ngừ rồi. Sai chuẩn 38, 370 vừa. Em đang cộng ngừ nha. Ờ đâu câu bồ này xe 38 giùm em. Đây. Có đồ nào gài rồi không? Nè. Câu bồ giùm em xe 38 nha. Đôi này xinh nè. 38. Hàng new luôn. Em xẻ ra rồi. Tối nay không vui cho nên đụng chọc em. Nè. À lấy giày chốt giày xe 38 giùm em. Giày new luôn cover nha. 38. À lấy đổi với chị số bao nhiêu? 80. Vậy ra lấy đổi với chị 80 nha. Đôi nè, lấy đổi với chị 80 nè. Đôi cover. Đây chị. Xe 38 nhân chuẩn 38 giùm em. Chừng nào mà em nói 37, 38 vừa thì 37 vừa. Chứ còn em nói 38 không thì 37 không vừa giùm em. Đây. Cam 5 phân nha mấy chị. Cam 5 phân. Này. Dạ. 40 thôi mấy chị, 40. À lấy về chốt cái gì giùm em, về 80. Về rồi ngày mai em rảnh em sợ dây lại. Nè. Hoàn ngọc. Hoàn gì? Hoàn da hân nè. Bốn chục.
rồi hết nha. Rồi tôi đổi cho bà rồi ha, bà ha. Tôi đổi cho bà rồi nha. Đôi này cũng hàng new nè. Đôi này size 8 vừa giùm em. Đôi này size 8 nha. Đôi này hơi bị đẹp luôn. Đôi này hôm tết em hỏi tới 280, 290 gì ạ. Là đôi rẻ nha. Đây. À lấy đôi này đỡ mấy chị 80 luôn đây, hàng new luôn á. Đôi này xinh ha. Đôi này 38 vừa mấy chị. 38 vừa giùm em. Trong em nó bị nhỏ. Đây. Hàng new luôn ha. Size 38 vừa lấy đổi mấy chị 80. 80 ngàn. 80 ngàn giùm em. Đẹp đỡ dành ngày mai em like, em có bữa nay em có like đồ mệt quèo quéo quèo. Bữa nay xu cũng như gì á. Bao này đồ đẹp nhiều nè. Rồi qua đi. Rồi mai la tiếp nha mấy chị. Bên đây cọc rồi. Mai này su gì á. Hết bè này chốt lộn tới bè kia chốt lộn. Đều la tới giờ. Rồi chiều giờ không vui rồi mà còn. Bị gì á, em cũng cọc trong người dã man thôi giờ em tắt like là em nghỉ luôn á. Mai like mệt, hôm qua giờ like cũng mệt rồi, còn hai buổi không. Một đống áo new luôn. Em crop top nha, lấy đổi mấy chị 45 ngàn hàng new hết nha. Thôi 40 thôi. À lấy áo chúng áo 40 nè. Áo 40 giùm em, 55kg lại vừa. Áo 40. Thật nó nhiều. Nhiều bè á. Tâm sự ngồi lờ một chút. Ví dụ mấy chị thích chốt á, chốt cho đúng giùm em. Em đọc đến nào mấy chị chốt cái nấy giùm em ha. Bữa nào em vui vui á thì không nói chi. Nói vui vui thì ok em sẽ ra em sao hết. Còn bữa nào mà quạo quạo á, em chịu á thì không. Tính em vậy á, em mà cọc lên em chịu á. Chịu là mấy con mất lòng. Bực ở ngoài rồi bực. Các bạn em bực cũ chuyện hết đó. Bà nào em chốt
sổ đâu á. Mai quên thanh toán đi nha, em trả đồ. Đỡ chặt nhà chặt cửa quá. Bạn này cũng chưa, nãy chưa like đúng không? Không mà là luôn. Áo nơ hả? Ok vậy nè. Rồi nay em la toàn đồ mới không. Mấy đồ sụp dễ thương lắm. Để dành mai lai. Thì chứ một người chọc em làm em bực hết chuyện này là em nghĩ tới chuyện kia bực tiếp à. Đã không muốn bực nữa rồi. Đã không muốn bực nữa rồi mà cứ dùng hết rồi mà đổ viên xếp son dữ em. Thôi mấy cái này đỡ mai lai toàn đồ đẹp không. Mệt. Vậy. Em đang con cháu đang mực thím hai. Bực lắm. Hơi quả ông ngờ. Hơi có áo dây. Đen hay trắng. Áo dây hả? Áo dây chỗ được không? Không, do mấy cái này toàn khách toàn đồ mới thôi, chị chưa có coi. Tính lấy ra coi, tính ra là coi rồi mai có gì không, mai like. Em không nhớ rồi, như có áo dây mà không biết là màu gì thôi. Em nhớ là có áo dây. Nhưng mà không biết là, không nhớ là màu gì. Nghỉ hôm đừng có bật. Wow, giờ cũng còn bật luôn á. Em mà vui thao chứ đừng chọc em bật. Em bật là em ghét luôn vậy thiệt. Chị chưa biết đâu. Khách em hả? Hồi trước có bà kia kìa. Bà mua á. Bà mua xong rồi bà cứ chốt ly chốt lì. Xong cái bà nó không vừa cái là trẻ á. Là em không bán đồ với bà luôn. Bà mua nhiều của này em không bán bà luôn. Em cũng không nhận đồ ký gửi của bà luôn. Một khi em ghét là em ghét vậy á. Bà ở ngoài biết bao nhiêu người cứ gửi em không biết. Ừ, gửi người ta đi. Em không nhận. Em không nhận đồ chị. Vậy không? Vậy đừng làm em ghét. Em vui vẻ cái gì cũng được hết đó. Cái gì cũng bỏ qua được hết trơn á. Vui vẻ. Sao không được. Chứ mua bán mà cứ trẻ đồ. Đồ mấy chị mà cứ mua xong trẻ rồi em trẻ lại mấy chị vui không? Đương nhiên là không vui rồi. Đồ khách, đồ người ta cũng vậy chứ. Người ta đem ký gửi. Xong trẻ. Xong rồi em phải trẻ lại người ta. Đâu vui chút nào đâu. Đúng không? Nhiều lắm. Hai bé bè luôn.
cứ mua gì xong rồi là không biết là có chặt thiệt không nha, chứ em nghĩ chắc không chặt đâu. Em nghĩ hay không không chặt đâu, em bán mấy năm trời rồi, em nhìn người là em biết à, không chặt đâu. Thà mới nhìn đầu tiên, mới nhìn lần đầu lần hai thì em có thể chắc bị da bụng, chắc bị da mông ha. Chứ mà em nhìn cởi mặc đồ ô mua bên em lấy đồ rồi là em biết hết á. Mà nói chặt. Sao màu rộng. Xong rồi mà không hợp mấy chị. Có nhiều bà lạ lắm nha. Mà không hợp. Mà già kẻ mà mua màu hồng. Giờ kẻ mà mua áo crop top. Rồi giờ mặc nó sao ngắn quá em. Mặc dài giữa tay lên nó hỏi vú sao chị mặc. Trẻ nha, chị không lấy được đâu. Đó. Trời ơi, nhiều cái vui lắm. Nhiều khách thì dễ thương muốn chết. Nhiều bà thì tôi nói thiệt đấy chứ. Chán. Đồ bị lỗi là lúc nào chị cũng đổi cho khách hết trơn. Nếu mà khách ở tỉnh xa nha, một là chị bán cạc trẻ, hai là bữa sau nếu mà mua gì chị trừ. Chứ không bao giờ mà bị lỗi mà chị phụ trách nhiệm hết trơn á. Bà nào mua đồ em mà bị lỗi thì sẽ biết. Dù tiền đó là em sẽ bù vô á. Em bù vô mấy chị, bị đồ bị lỗi nếu mà trên 3-4 ngày mấy chị đem qua là em chịu. Em phải chịu cho khách. Chứ phải khách chịu đâu, không phải mấy người cái gửi chịu đâu. Em chịu. Bị bom hay bất cứ cái gì em cũng chịu. Cho nên mấy chị đừng nói cho ở bán cái này chắc dầu lắm. Không dầu. Giờ ông nội tôi dầu bù mấy cái đó chết mẹ luôn mà dầu. Nhiều bà áo nếu mà em làm sao mà kiểm hết được. Kiểm phải kiếm từng cái banh ra từng ngóc ngách, từng cái nách, từng cái háng nè. Mà em đã nói với mấy khách cái gửi là chị ơi chị kiếm cửa giùm em rồi hãy đem qua. Vậy mà có bà cũng đem áo rách nách rồi rách đáy rồi rách háng rồi rách như chân rồi lủng lỗ rồi hơi khó kéo. Trời ơi em nói nhiều lắm, nhiều bất tận. Đó là em đã kiếm qua một đợt rồi nha, rồi em mới gửi đó. Nhưng mà vẫn bị sót, vẫn bị lỗi. Nhiều bà vẫn bị lỗi. Chứ hồi giờ không ai mà bị lỗi mà em không đền lại hết trơn á. Cũng trừ tiền hoặc là em có hỏi chị cái chị xử lý được không hay chị sửa được không. Nếu được thì chị sửa giùm em bù tiền cho. Nếu mà không sửa được thì em bù trọn cái đó cho. Bình thường bị lỗi thì mình chịu thôi, giờ tại mình không kiếm kỹ đâu. Khổ lắm, tôi nói bán hàng mà nói chuyện vui vui vậy đó. Trời ơi, nhiều khi mệt mỏi lắm mấy chị. Tôi nói nhiều khi tôi nói mệt mỏi. Áp lực gơ lắm. Áp lực người này người kia. Giờ khách nợ tiền, đúng không? Ví dụ như khách nợ tiền đi. Ví dụ như hiện tại là do một con nó nợ tiền em rồi đó. Nhiều, nếu mà khách là còn đỡ đồ em nhà em không nói nha. Khách mà em đã gửi rồi đó, mà 3-4 tuần rồi đó mà em nhắn tin chị ơi ngày mai chuyển khoản cho em nha, hoặc là mai mai mà chuyển khoản cho tao nha, là xem không rép rồi đó, là em cọc từ sáng giờ rồi. Em ghét nhất cái thời loại mà nhắn tin họ xem rồi không rép, cọc gô lắm thì em không ghét. Một đêm duy nhất thôi. Em gửi rầu. Nói chung quen chứ không phải lạ. Quen. Mà thè hẹn em bao nhiêu ngày đó, hoặc là tới ngày đó tao chuyển khoản cho nha, thì ok. Chứ mà em ghét nhất cái thời loại mà nhắn xong bữa sau xem rồi không rép. Im ru luôn. Nợ tiền mà làm như là em xin mượn tiền vậy mấy chị. Xem không rép. Thà em mượn tiền tụi nó, em nhắn tin tụi nó mà tụi nó xem không rép thì em còn chịu được nha. Em nói chắc nó không muốn cho mượn. Đằng này mình đòi tiền. Đằng mày mình đòi tiền mà nhắn tin xem không rép, im ru luôn mà lên like hello.
Hello, đậu tre với nó hello. Không, bà không uy tín bà Châu à. Bà không hầu uy tín nha. Chán. Cọc sáng giờ thiệt. Không lẽ giờ giờ có mấy trăm bạc mà em đang lên nè. Mấy triệu thì ok, em đang lên thì em kiếm tới nhà em đòi thì được. Chứ còn mà mấy trăm ngàn mà thấm thí gì đâu mà làm vậy với em. Đúng không? Live này không có đâu, live trước à. Live hồi trưa à. Live hồi trưa à. Thiệt. Bạn biết ai? Bạn biết ai? Hử? Chết mẹ. Thè thiệt chứ em. Làm gì làm. Thè nợ tiền em nha. Em nhắn tin, ừ chị ơi cho em hẹn ngày này, hoặc là cho em hẹn 2 tuần, 3 tuần cũng được, 4 tuần cũng được. Nhưng mà phải đúng hẹn với em nha. Phải đúng hẹn nha. Chó mờ hả? Không đúng hẹn với em là mệt chuyện với em đó. Chứ không phải vừa đâu. Ma qua coi. Vậy bà nói ra đây cái chữ đầu tiên đi. Cái chữ đầu tiên, cái chữ cái đầu tiên đi bà Châu. Mập mờ chơi. Mập mờ cho vui vẻ nè. Vui vẻ chị em. Gơ chơi gơ. Gơ. Đúng. Mày đúng hẹn lắm. Cực lao mà tôi sợ. Bạn Trinh đúng không? Không phải Trinh nha. Không phải bạn Trinh nha. Không hờ. Mình tiền thanh toán này các kiểu. Thanh toán toàn là mình cứ 4-5 ngày. Nhiều khách 4-5 ngày là mình thanh toán rồi. Có khách hiện tuần, khách thì 5-10 ngày là thanh toán hết rồi. Mà cứ đỡ nợ, đỡ dồn đến nợ. Giờ đóng đơn này nè. Đó mấy chị thấy không? Đóng đơn rồi sao em nè. Hẹn lấy không mấy chị? Hẹn lấy không á. Giờ không lẽ em chữ nó đủ mấy giờ mày có qua lấy đồ không nè. Nói vậy nè mấy chị. Thử. Hình như không nhiều mà hồi trưa nhiều người hello lắm á Như. Nhiều người hello lắm á. Ngầu nó nói vậy mà cũng không em không lấy đồ nữa, ngày mai like khai bán chị cho mắng nợ. Cấn thân trừ nha, cấn thân trừ. Chị like nửa tiếng mà 10 phút rồi đẻ bạn yếu nó chập chờn rồi chị không like rồi. Thôi tối nay mình ngủ sớm nha. Mình like rồi mình ngủ sớm đỡ đơn đó, ngày mai mình like rồi mình chốt, chốt thêm. Trời ơi, giờ bà Linh bà không vô bà nghe tôi tâm sự.
Nãy giờ không vô nghe tôi tâm sự. Tôi buồn thúi cái ruột. Buồn thúi ruột luôn mày Linh. Trời ơi. Tôi nói khách. Mấy khách mà đang comment là khách ruột của tôi. Khách ruột, ruột rèn. Gọi là ruột, ruột gì? Ruột dè, ruột dẹp, non á. Nhậu. Ok lên luôn. Kiếm cái quán đi. Em chị ra. Thôi. Giờ em đồ cũng được nhưng mà mặt công. Nhắn tin vậy nó thích thì nó trả lời, không thích thâu. Chứ ngày mai mà nó không trả lời em nữa là thâu luôn á. Là xác định ha. Ôi em muốn đi Quy Nhơn thôi nha. Em muốn đi Quy Nhơn thôi nha. Em dân Quy Nhơn mà em muốn đi Quy Nhơn thôi. Rụt dè. Uống Quy Nhơn thôi, em muốn Quy Nhơn. Tiền bạc nó uống ken, người ta nợ người ta không trả tiền mà mình tiền nó uống ken. Đúng không? Ken 18 ngàn lo người ta. Phải không? Ken 18 hay sao? Tiền mắc lắm. Trời ơi. Cỡ em uống thùng là biết thấy tiền rồi. Ba mấy nha. 400 hay cho 400 đi. Mô Phật nói gì mà em đô cao lắm vậy? Em đô cũng như người thường thôi chứ làm gì cao. 30 chứ. Em làm gì mà cao? Nghĩ sao vậy? Đô em rất là yếu luôn, mấy chị thấy không? Nhìn tướng em là biết đô em yếu rồi. Thôi nha, hiếm lắm mấy bè đây cũng nhiều chuyện lắm. Hai tôi ngầu cơ chuyện cũng là xí sấm vô nói chuyện. Bà Linh làm cái cửa uống với em điều ngầu cho vui thôi chứ làm cái cửa uống với em. Trời ơi giờ ấy, bà Hạnh nói vậy chứ ấy. Trong tâm trí bẻ nè, bà nghĩ mẹ ta mà không có chồng có con nãy giờ này ta cũng sướng như nó. Đúng bà Hạnh? Hạnh ơi, đúng không? Mấy bè có chồng có con bây giờ ấy. Trời ơi, đàn nào cũng nghĩ trời ơi, biết vậy đận chồng có con giờ phải sướng như nó không? Có cộng con chi sớm. Dạ, hay nó ngầu, nó chuyện sướng, thích nhậu nhậu. Hay chưa, tôi nói đúng phất bà Hạnh mà. Có sai đâu. Tôi nói có sai đâu. Dở gì. Hạnh là tụi ăn tuổi lớn mà. Tụi chơi mà. Thôi tắt like nha. Mấy bè nhiều chuyện quá à. Em ngầu không like. Em ngầu nói chuyện vậy không cũng ngầu không nghe. Nhiều chuyện ơi nhiều chuyện. Giờ bye bye em Tiến nè. Bye bye em Tiến em đi nhậu nè. Mấy giờ? Sớm tôi nhậu nè. Dễ thì lỗ rồi. Bye bye mấy chị. Chúc mấy chị ngủ ngon ha. Ôi em nhờ toàn
Đúng rồi, ai biết mày cưới chồng. Giờ sướng không? Thú chồng của con, 11, 12 giờ đêm nhậu. Xem kéo vô trọ nhậu. Xong đưa nằm gấp, đưa ôm nhà cầu. Vui không? Thiệt vui. Rồi sáng ra không đứa nào nhớ đứa nào hết. Thôi, tắt like đây. Nhiều chuyện quá đi. Bye. Ngày mai em sẽ like nha. Ngày mai đồ đẹp nhiều lắm luôn á. Đến tối này like mà tối này su quá. Thôi đợi dành tối mai like. Này nó mà nó su là nó su cả đêm vậy á. Nó su cả ngày vậy á. Lâu lâu cũng có ngày su chứ mấy đúng không mấy chị. Lâu lâu cũng có bữa trời đẹp trời mưa. Thì lâu lâu mình cũng có bữa hôm mình su.